Son heung Min là ngôi sao đẳng cấp nhất châu Á hiện nay. Tiền đạo sinh năm 1992 là niềm hy vọng số 1 của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022. Cầu thủ 30 tuổi ghi 32 bàn trong 104 lần do sân cho đội tuyển quốc gia. Mùa trước, chân sút của Tottenham giành danh hiệu vua phá lưới Premier League với 23 bàn cúp thế giới 4 năm trước, anh xé lưới Đức và Mexico trên đất Nga khi Minze quan trọng không kém son đội tuyển Hàn Quốc. Trung vệ 25 tuổi gia nhập Napoli từ Fenerbahce hồi đầu mùa và lập tức khiến NHM đội bóng này quên nhanh Cali Loco Libali, anh chơi nổi bật, liên tục lọt vào đội hình thiêu biểu Syria tả Minze áp đảo đối phương trong các pha không chiến, luân chuyển bóng tốt, các góng và đánh chặn mạnh mẽ. Các ngôi sao Nhật Bản chơi bóng ở châu Âu không hiếm, nhưng chỉ một số ít tạo được dấu ấn tại Premier League, trong đó có Takehiro Tomizasu, hậu vệ cánh của Arsenal được kỳ vọng cùng trung vệ kỳ cựu Mai Ajoshi giúp hàng thủ Nhật Bản trở nên chắc chắn hơn. Hàng công của tuyển Nhật Bản trở thành mối lo đối với huấn luyện viên Hajime Yasu trên đất Qatar, đặc biệt khi họ phải đối đầu với Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng. Rất may, tiền vệ Daichi Kamada giúp Samurai giải quyết được khâu ghi bàn. Cầu thủ của Eintracht Frankfurt chơi bùng nổ từ đầu mùa khi 12 bàn chỉ sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường. Salem Anza Saji là biểu tượng của bóng đá Saudi Arabia quốc thế giới 4 năm trước ở Nga, chân sút 31 tuổi ghi bàn quyết định giúp đội nhà hạ Ai Cập 2 đến Đó mới là chiến thắng thứ ba của Saudi Arabia trong 5 lần dự World Cup. Salem dành toàn bộ sự nghiệp chơi bóng cho câu lạc bộ trong nước Anhela và có khoảng thời gian ngắn khoác áo Villarreal ở La Liga mùa giải vừa kết thúc. Salem ghi 18 bàn trên mọi mặt trận, thành tích cao nhất sự nghiệp. Salman al là ngôi sao của giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, đồng thời nắm vai trò chủ chốt ở đội tuyển. Anh có khả năng kiểm soát và phân phối bóng chuẩn xác Salman cùng với Salem là hai cầu thủ ghi bàn vào lưới Ai Cập 4 năm trước. Phải đối đầu với Argentina, Ba Lan và Mexico, tuyển Saudi Arabia cần nhiều tới tài năng của cầu thủ 33 tuổi ở khu trung tuyến. 4 năm trước, tuyển Iran gây sốc khi Cộng hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở bảng B World Cup 2018 thủ môn Ali Zazan vàng gọc ông lớn trong đội hòa này. Anh tỏa sáng khi cản phá thành công cú sút 11m của Cristiano Ronaldo. Theo ESPN, Gian Van vẫn là lựa chọn số 1 của các Los Quarer tuyển trong lần dự World Cup này. Trong khi Gian Van ngăn Ronaldo ghi bàn, Medita Remy gây tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ở những phút cuối khiến Iran để vượt tấm vé lịch sử vào vòng knockout World Cup 2018. 4 năm trôi qua, Taremi hiện trở thành chân sút chủ lực của Pato ghi tới 5 bàn ở vòng bảng Champions League 2022-2023 mùa trước ngôi sao 30 tuổi giúp bất vả giành cú đúc quốc nội trong 3 mùa giải gần nhất. Tremi ghi tới 62 bàn. Anh là mối đe dọa cho xứ Wales, Anh và Mỹ ở bảng B World Cup 2022. Các hậu vệ thường ít được chú ý nhưng Azekar Jim Hassan của tuyển Qatar thật sự nổi bật. Cầu thủ thuộc biên chế An Sát không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn thường xuyên dâng cao tấn công để ghi bàn và kiến tạo cầu thủ hay nhất châu Á 2018 là chỗ dựa cho Qatar với lần đầu tham dự World Cup. Amos Ali là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Qatar. Anh để lại dấu ấn khi giúp tuyển Qatar hạ Nhật Bản giành chức vô địch ASEAN Cup 2019. Ali giành cả hai danh hiệu cầu thủ hay nhất giải và vua phá lưới với 9 bàn thắng. Ali sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi phù hợp với xu hướng của bóng đá hiện đại.